chào các bác nhé. À, bây giờ cũng là tối muộn rồi, 9 giờ, hơn 9 giờ tối rồi. Đấy, các bác chắc là cũng đã đi nghỉ, nhưng mà em vẫn bận tiếp tục buổi tối ngày hôm nay thì em lại làm clip để cho bác nào còn thức nhé, xem. Em sẽ test một con máy cho theo một đơn khách hàng. Con này là con 20.000 tu. Đấy, nó chỉ là hàng thường thôi. Đấy, 2 chiều inverter. Đây cho một chị khách hàng ở tận Thuận Thành, Bắc Linh đã đặt hàng của em. Đấy, con máy 20.000. Đây các bạn thấy, cũng nóng rất to luôn. Test xong thì sáng ngày mai em sẽ bàn giao cho về cho chị khách hàng ở Bắc Linh, thành phố Bắc Linh nhé. Cách nhà em khoảng 20 km. Đây, một con máy chỉ là hàng thường thôi nhưng mà rất là đẹp luôn. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ để ủng hộ hàng tiếp tục cho em nhé. Với con công suất 20.000 này, nó chỉ còn là hàng tiêu chuẩn 2 chiều inverter. Đấy, các bác nào cần không cần cầu kỳ. Đấy, chỉ cần nóng và lạnh thì mua những cái hàng này nó sẽ rẻ hơn so với những cái hàng chức năng và hàng full chức năng. Đấy, rẻ hơn 3 đến 4 triệu một con máy các bác nhé. Đấy, nó đơn giản hóa. Nhà em thì em dùng hai loại, một loại full chức năng và một loại là chỉ là máy thường 2 chiều, nhưng em thấy là cái độ lạnh của nó thì giống nhau, cũng chẳng khác nhau nhiều. Đấy, nó cái gì nó cũng đều có ưu điểm và nhược điểm. Những cái dòng này có ưu điểm thì các bác vệ sinh rất dễ, đơn giản, tháo lắp rất dễ. Đấy, ở những cái phần là bo mặt lạnh, còn cái cục nóng thì giống nhau các bác nhé. Cục nóng này, con này vip thì không vip, nó giống nhau. Nếu một con công suất to giống nhau y chang. Đấy, còn cái mặt lạnh thì nó sẽ cấu tạo của những cái mặt lạnh máy thường hàng tiêu chuẩn này nó rất đơn giản, tháo lắp rất là dễ dàng, giống như máy trong nước chúng ta, không có gì phức tạp. Còn những cái hàng chức năng và hàng full chức năng kia thì đòi hỏi sẽ phải cẩn thận hơn khi chúng ta tháo lắp nhé. Đấy, những cái đấy nó nhiều chi tiết, nhưng mà đấy là những cái ưu điểm. Rồi về những cái ưu điểm như vậy, còn về nhược điểm thì nó sẽ không đẹp bằng. Đấy, khi chúng ta lắp một cái mặt là hàng chức năng, hàng full chức năng lên thì trông cái máy nó rất là sang trọng. Đấy, nếu các bác nào thích cả hàng cầu kỳ thì các bác cũng sẽ mua những cái hàng chức năng và hàng full chức năng. Đấy, thì chúng ta lắp lên những cái nhà mới hoặc là những cái nhà mà mới xây thì nó sẽ đẹp và nổi bật so với những cái máy thường như này. Đấy, tức là chúng ta lắp lên không chỉ vì là điều hòa mà nó còn là một cái bộ mặt, tức là làm đẹp cho cái căn phòng của chúng ta. Và thêm cái nữa là cái hàng full chức năng này nó có tính năng nano khử khuẩn này, cảm biến thân nhiệt này, và chạy khỏe hơn, tức là mọi thứ đều hơn. Thì người ta vẫn nói rồi, tiền nào thì của đấy, chứ không có gì là ngon bổ vào rẻ cả các bác ạ. Đấy, cho nên là những cái buổi tối ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác là những cái sản phẩm em bán ra sẽ là tiền nào của đấy hết. Em tự bán, thường là em sẽ bán những cái hàng lọc, hàng chọn, em sẽ không nhập theo mớ, theo lô về các bác nhé. Thế này được tất cả anh chị em bán hàng của em về được một ít hàng nào thì em sẽ lọc ra những cái sản phẩm tiêu biểu, mỗi một anh em một vài con, một vài bộ, chứ không có nhiều. Đấy, nên đều là những cái hàng đẹp. Và khi những cái lọc như vậy thì em chấp nhận em phải mua giá cao hơn so với những người mà người ta mua theo lô. Cho nên vậy em mua cao rồi thì chắc chắn rồi thì em phải bán cao, chứ không có. Bởi vì em người kinh doanh thì không ai là bù lỗ cả, và phải được có lợi nhuận. Nhưng cái lợi nhuận của em ấy thì sẽ bằng, chắc chắn em sẽ bằng, thậm chí không bằng những các bác bán theo lô. Vì tại sao các bán theo lô thì các bác mua sẽ rẻ hơn rất nhiều và nó sẽ có lợi nhuận cao hơn. Còn em bán này là bán
hàng chọn thì nó lợi nhuận thấp hơn, bỏ ra đồng vốn sẽ nhiều hơn mà lợi nhuận vẫn thấp hơn các bạn ạ. Đấy, nhưng mà được cái là an toàn. An toàn ở đây là gì? Tức là những cái hàng đẹp ấy, hàng chất lượng và hàng máy đồng bộ nó nguyên bản thì nó sẽ ít rủi ro hơn khi em bán ra cho các bác. Nên là cho vậy là em tạo một cái uy tín, tạo một cái niềm tin cho tất cả các bác khách hàng. Đấy là cái mà em chia sẻ của buổi tối ngày hôm nay. Đấy, từ trước giờ em bán là chỉ em bán những hàng đẹp thôi, hàng chọn thôi, chứ em không bán những cái hàng kém chất lượng hoặc là sửa chữa rồi em bán cho các bác. Bán đủ bộ đồng bộ máy còn nguyên zin luôn, về em chỉ vệ sinh lau chùi đánh bóng nhé là em bán cho các bác. Thì các bác yên tâm là những cái mặt hàng em bán cho các bác đều là những cái sản phẩm đẹp. Rồi trở lại với chiếc máy này, em test cho các bác xem này. Nhiệt độ bây giờ bên ngoài là đang 30 độ và nhiệt độ của gió bây giờ xuống 19 độ. Con này em chạy được khoảng 15 phút rồi. Các bạn thấy nước đổ. Độ ẩm ngày mai thì thời tiết hiện tại bên ngoài bây giờ đang có mưa lụt phùn tại khu vực nhà em thôi. Còn em không biết là các bác chỗ lời các bác như nào. Nếu các bác nhìn này, nước đã đầy rồi. Đấy, khi đủ lạnh với thời tiết ngày nay buổi tối thì nó sẽ tăng tua trong một thời gian nhất định, thì bây giờ nó sẽ giảm tua rồi. Nó chỉ dậy ăn dòng chỉ có 3,9 ampe thôi. Con này là con 20.000 các bác nhé. Chạy điện 200, cứ cho em cứ tính là 4A này. Nhân với điện 200 thì nó chỉ có 800, 42 là 8 rồi. 800W hơn 800W một chút. Đấy. Con này con đầu 56 rồi. Đấy, CF2. Cục nóng là nặng 40kg và tiêu thụ hết 1,46kg ga đầu 410. Các nhé. Đấy, con này ăn khá là tốn ga so với một con máy bình thường, bởi vì công suất lớn như vậy thì nó phải ăn khỏe thì nó mới làm việc khỏe được, cũng giống như chúng ta thôi. Đấy, một con máy này nó sẽ ăn bằng gấp đôi những con máy kia bình thường kia. Ví dụ như máy Việt Nam chúng ta hoặc là những con từ con 9.000, 10, 12.000 thì nó chỉ chiếm vào khoảng 0,7 hoặc là 0,8kg ga, tức là ăn hết 8 nạng ga chưa đến 1 cân. Và con này ăn 1,5 cân, tức là gấp đôi. Đấy. Nhưng mà được lại là ngược lại là gì? Nó chạy thì nó khỏe. Và các bác những cái máy này các bác cân được phòng 30m² thoải mái luôn. Đấy, bởi vì nó khỏe, nó cục nóng nó nặng. Đấy, công suất lớn thì nó sẽ làm việc khỏe, làm việc nhà. Và buổi tối ngày hôm nay em sẽ chia sẻ thêm một cái nữa để các bác là lưu ý một chút cho em, tức là những cái phòng chúng ta nên lắp thừa công suất là một chút, tối thiểu là phải bằng công suất, chứ tránh tình trạng các bác lắp lên là những cái phòng đuối công suất thì nó chạy. Thứ nhất đầu tiên là những ngày bình thường thì nó mát, nhưng mà những ngày nóng là nó sẽ không mát. Đấy là những lý do là với những cái ngày nắng nóng vừa qua, những cái hôm cái đợt nắng nóng vừa rồi là có ngày lên 38-40 độ C, thậm chí ở ngoài đường lên 40 mấy độ C. Và những nhà các bác lắp thiếu công suất là thứ nhất. Cái thứ hai là những cái nhà mà bị hướng nắng tây, bị nóng, hoặc là nhà các bác xây ở những lắp ở những cái tầng cao, là xây bằng tường 10 không có tường 20, thì những cái phòng đấy hôm nay các bác lắp đuối nó sẽ không mát. Và rất nhiều khách hàng gọi điện cho em hỏi tư vấn tại sao điều hòa vẫn chạy bình thường mà không mát. Đấy là những cái lý do. Thứ nhất là chúng ta lắp không đúng công suất. Đấy, cái thứ hai là do phòng mất nhiệt. Đấy, còn bác nào còn băn khoăn chưa hiểu gì, cái việc là có thể trực tiếp gọi điện thoại cho bản thân em. Thế là em luôn luôn có video và không thay đổi, có số điện thoại luôn ở trên video và không thay đổi, đó là 0986476084 các bác nhé. Đấy, đấy là những cái số điện thoại em giao dịch hàng ngày tất cả những bác khách hàng. Còn cái việc là các bác có thể hỏi qua những cái kiến thức em biết, em làm nghề năm nay là 11 năm rồi, nên là có những cái có thể em không giống vũ ngược là em biết hết, nhưng có về cơ bản em đều hiểu để tư vấn được cho các bác lắp những cái phòng như thế nào để phù hợp. Đấy, còn cái việc các bác mua hay không đấy là việc tính sau. Còn trong việc mua bán nó là vạn sự tùy duyên. Thế nào các bác nào có duyên với em có thể mua, không mua thì cái việc đấy là em rất vui vẻ, chứ không phải là các bác không mua hàng của em mà em không tư vấn, đấy là không phải. Nên là các bác cứ gọi điện mạnh dạn, gọi điện qua số điện thoại của bản thân em.
Đấy, không thay đổi nhá, 0986 476084. Tức là cái số điện thoại này em dùng năm nay là từ lúc em làm nghề đến giờ, năm nay là 11 năm rồi. Đấy. Rồi. Đấy, chứ trở lại với cái máy này thì là máy cách nước thì ra rất nhiều rồi. Đấy, đường hồi đường đẩy lạnh toát rồi, ga rất là ok rồi. Đấy, con này thì không phải nghĩ rồi. Đấy, sáng ngày mai em sẽ đóng hàng để cho thợ nhà để bàn giao cho khách hàng. Rồi, vậy bác nào quan tâm với điều hòa hay máy giặt nhé, mùa mưa đến rồi. Đấy, thì liên hệ. Em còn một ít máy rửa bát mới về nhưng chưa vệ sinh. Mới về được một ít máy rửa bát chưa vệ sinh, đó là những cái máy, chiếc máy rửa bát là hàng đẹp, hàng nướt luôn. Cái hàng trưng bày cũng có các nhé. Thì tới đây thì em sẽ vệ sinh xong, trong các bác chờ trong vài ngày tới thì em sẽ vệ sinh xong thì em sẽ đăng lên video để các bác nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ. Rồi, vậy bác nào quan tâm về sản phẩm gì thì liên hệ ủng hộ cho em. Vâng, xin chào các bác.